Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn hôm nay của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục đối diện với những vấn đề nan giải như là ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và gần đây là tình trạng nắng nóng cùng với hiện tượng đảo nhiệt đô thị gây thời tiết thất thường với nhiều cơn mưa lớn trong một thời gian ngắn, làm ngập nhiều tuyến đường. Và thực trạng này đang làm nóng lại câu chuyện hạn chế phương tiện cá nhân. Chủ trương hạn chế xe cá nhân để giảm ùn tắc và ô nhiễm tại các đô thị đã được đặt ra cách đây hơn 20 năm. Thế nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nào được thực hiện và kết quả là xe cá nhân vẫn tiếp tục tăng. Vấn đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và chuyên gia khi mà mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn nhằm cụ thể hóa luật thủ đô năm 2024. Và theo đó, dự kiến việc thí điểm mô hình vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm như là ô tô xăng, xe máy xăng sẽ được thực hiện từ năm 2025. Chị Ngân thường sử dụng xe máy để đi học hàng ngày. Lộ trình di chuyển không nhiều, chỉ từ nhà đến cơ quan và ngược lại. Trên tuyến đường này, mỗi ngày chị luôn gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí ở mức độ báo động rất cao. Thông tin sắp tới, những phương tiện này có thể sẽ không thể được lưu thông tại một số khu vực tại Hà Nội khiến chị lo lắng. Nhiều phương tiện thì đa phần sẽ không nhìn thấy, còn nhiều xe to thì nó sẽ ra khói màu đen ấy chị, mình là mình nhìn rõ luôn ạ. Nếu mà đi thì thật ra là mình đi xe buýt hoặc là mình đi xe không có phương tiện thì sẽ thuận tiện hơn, nhưng mà kiểu nhiều lúc cái lịch của làm việc của mình với cả cái giờ xe buýt nó cũng không hợp lý với nhau ấy ạ. Thế là bây giờ cũng không biết phải làm sao. Trước em cũng đi xe buýt rồi, xong rồi do đi học muộn nên em mới phải có phương tiện đấy chị. Đối với những người sử dụng phương tiện tàu điện trên cao lại hoàn toàn ủng hộ, vì đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh ô nhiễm hiện nay. Thế nhưng họ cũng lo ngại về việc các tuyến này chưa có nhiều, cũng như chưa có sự liên thông kết nối sẽ gây khó khăn nếu kế hoạch hạn chế xe xăng triển khai. Em lấy xe đi này thì nó cũng đỡ bụi bẩn các thứ hơn nhiều, mình thấy nó cũng sẽ văn minh sạch sẽ hơn nhiều. Thì mẫu nó có chỉ cần cái này liên tuyến với lại cả cái bến xe Kim Mã. Tôi thấy chất lượng tàu điện rất tốt và cần có thêm nhiều tàu như thế này nữa. Tôi nghĩ rằng sử dụng tàu điện có ảnh hưởng tích cực tới việc ô nhiễm, đồng thời giảm thiểu tình trạng tắc đường, khiến cho việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Tại đất nước tôi, nhiều người sống tại khu vực thành thị không có phương tiện di chuyển riêng ô tô, xe máy, nên chúng tôi phụ thuộc vào các phương tiện công cộng khá nhiều. Nhiều chuyên gia thì cho rằng Hà Nội cần đẩy nhanh quy định kiểm định khí thải và sớm có giải pháp thu hồi xe cũ nát không đảm bảo an toàn giao thông. Ví dụ người ta bán được có 1 triệu, chắc chắn là người ta đưa cho anh ngay. Nhưng người ta bán được 5 triệu không bao giờ. Đấy là cái bài toán mà nhà thiết kế về chính sách cũng phải nghĩ tới. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó có gần 1,5 triệu ô tô. Tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của thành phố là 4,5% một năm. Riêng ô tô khoảng 10%, nhưng tốc độ tăng hạ tầng giao thông chỉ khoảng 0,28%. Những bất cập trên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Những người chủ yếu kiếm sống bằng xe máy thì lo rằng việc cấm xe xăng sẽ khiến cho cuộc sống bấp bênh hơn, làm giảm thu nhập hàng ngày. Còn nếu nhìn nhận ở góc độ sâu hơn, bản chất câu chuyện vẫn là hạn chế cái tiện lợi của một cá nhân để đổi lấy lợi ích chung cả trước mắt và lâu dài cho cả cộng đồng. Về nội dung này thì phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Thưa bà đánh giá như nào về tình hình ô nhiễm không khí tại Việt Nam cũng như là tại các thành phố lớn trong giai đoạn vừa qua cũng như hiện nay ạ? Trước khi đi chuyện ô nhiễm không khí hiện nay ở các thành phố lớn đang báo động, sáng nay tôi vừa mới nghe trong thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt hôm nay Hà Nội, tức là một số quận huyện là cũng mở báo động đỏ, cho nên là cái điều đó phải nói là báo động chung của đất nước mà đặc biệt các thành phố lớn. Hiện nay thì cũng có rất là nhiều ý kiến cho rằng là khí thải phương tiện giao thông đang trở thành gánh nặng cho môi trường. Vậy theo bà thì các loại phương tiện giao thông hiện nay có phải là tác nhân gây nên tình trạng ô nhiễm không khí hay không ạ? Cái nguyên nhân thì nó có nhiều. Nó là tổ hợp các nhân, tôi lấy ví dụ có thể là do cái đô thị hóa rất là nhanh, do cái chuyện là do xây dựng mà chúng ta vận chuyển vật liệu vân vân, hay là chúng ta do khí thải của làng nghề, của khu công nghiệp, hay là của đốt rơm rạ của nông nghiệp cũng được. Nhưng phải nói là cái giao thông, các phương tiện giao thông, mà nhất là cái phương tiện giao thông mà sử dụng các cái nhiên liệu hóa thạch là cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, đặc biệt là các thành phố lớn với cái dân số, mật độ dân số thì rất cao như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay là cái lượng xe máy và xe ô tô hiện nay là quá lớn so với cái bình quân đầu người, thì tôi cho đấy là một trong những nguyên nhân mà gây ra ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn. Vậy nên chăng là chúng ta nên hạn chế ô nhiễm không khí bằng cách là bắt đầu thói quen tham gia giao thông của mỗi người ạ?
nếu như chúng ta có cái giải pháp mà hạn chế các cái phương tiện giao thông, đặc biệt các phương tiện giao thông mà xử lý các nhiên liệu hóa thạch, thì tôi cho sẽ rất tốt để góp phần vào chuyện làm trong sạch ô nhiễm không khí ở các cái thành phố lớn như đặc biệt như Hà Nội của chúng ta. Cho nên cái việc này là rất là quan trọng, và cái này tôi biết là ngay cả Hà Nội cũng đã có giải pháp này trong mấy năm trước, nhưng tuy nhiên là cái thực hiện nó chưa được như ý muốn của mình. Cho nên tôi nghĩ có lẽ cái mục tiêu đặt ra thì rất tốt, nhưng mà tuy nhiên nên nghiên cứu phương pháp nào đấy để cái giải pháp nào cho nó phù hợp hơn, nó thực tế hơn và nó kết quả hơn. Được biết trong kế hoạch thì chưa có lộ trình cụ thể, thế nhưng dự kiến việc thí điểm mô hình vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm sẽ được thực hiện dần từ đầu năm 2025. Trong khi đó, để bảo đảm thành công khi triển khai thì bước đi đầu tiên cần làm đó là phải có một lộ trình đủ thuyết phục và các chính sách thay thế. Theo tính toán, đến năm 2025 sẽ có khoảng 68 tuyến xe buýt truyền thống hết hạn thầu. Xe buýt điện đang ngày càng ăn khách bởi các tiêu chí xanh, sạch, văn minh. Song việc thay thế xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện cần có lộ trình phù hợp bởi chi phí đầu tư xe buýt điện cao gấp 2 đến 4 lần xe buýt truyền thống. Nhưng mà chúng ta bây giờ chưa làm được việc đấy. Bởi vì chúng ta làm việc đấy là chúng ta không đủ lực, và như vậy nó không khả thi. Là thế nào? Chúng ta vẫn phải có những cái phương tiện dịch vụ cho hỗ trợ cho các tỉnh khác mà người ta về làm việc ở Hà Nội. Bởi vì xe người ta ở Hà Giang, người ta chạy về Hà Nội, người ta một năm người ta về một hai lần. Thì bây giờ người ta muốn vào thủ đô thì làm thế nào? Theo các chuyên gia, mục tiêu của thành phố Hà Nội là chia ra 5 vùng phát thải khí thấp. Nếu cấm xe xăng và xe dầu, trong đó có ô tô và xe máy, và những khu vực này thì cần quy định cụ thể. Kiểm soát từ gốc đó chính là kiểm soát phương tiện. Kiểm soát là ví dụ phương tiện bao nhiêu năm, xe máy thì bây giờ chúng ta tiến tới là sẽ phải kiểm soát rằng là khí thải của nó là ngưỡng là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ có một bài toán tính toán là cho cái mặt cắt đường này, quy mô như này, mật độ, lưu lượng giao thông bao nhiêu ngày đêm thì nó sẽ phát thải như này, thì chúng ta có phải đẩy cao cái mức, cái ngưỡng mà để tức là có cái yêu cầu cao hơn về phát thải, để cho nó giảm bớt cái phát thải chung ra môi trường, thì chúng ta phải đi vào cái gốc, chứ không chúng ta nếu đi vào khu vực thì tôi cảm thấy hình như là chúng ta không giải quyết được bài toán kia. Mà quan trọng nhất là phải kiểm soát nguồn của nó là gì. Theo các chuyên gia, người dân cần có sự lựa chọn khi thành phố hạn chế và tiến tới cấm hẳn xe máy vào khu vực nội đô. Phương tiện công cộng phải được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, thêm các tuyến xe buýt đi vào các phố nhỏ. Các khu vực xa trung tâm, các dự án đường sắt trên cao cần sớm hoàn thiện. Nếu như mà chúng ta không đáp ứng được nhu cầu của người dân mà chúng ta lại hạn chế, lại cấm phương tiện giao thông cá nhân như là xe máy hay là ô tô cá nhân, thì sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích chính đáng của người dân và sẽ tạo nên cái sự khó khăn, bất tiện cho người dân. Trong khi chúng ta ban hành luật thủ đô là để nâng cao cái mức sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Chính bởi vậy, cho nên tôi nghĩ rằng cái việc này nếu như mà chúng ta tiến hành thì cần phải có những cái lộ trình và có những khảo sát thực sự hợp lý và tỉ mỉ. Để giảm thiểu tác hại môi trường do các phương tiện giao thông gây ra, việc phân vùng hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm của Hà Nội là cần thiết. Tuy nhiên, việc Hà Nội tìm cách hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm nếu như không đi kèm với các điều kiện thực tế sẽ khó mà thành công. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Vâng, thưa đại biểu đánh giá như nào về đề xuất là Hà Nội sẽ hạn chế ô tô, xe máy chạy xăng vào 5 khu vực phát thải thấp trong thành phố ạ? Theo tôi cái này là ta triển khai cái luật thủ đô ra thôi, thì khi mà luật quy định thế rồi thì nghị quyết cụ thể hóa ra xem là cái vùng nó ở đâu. Tại vì thế này, có những cái vùng mà nó nội đô mà nó ở gần những cái vị trí quan trọng, ví dụ như là các cái cơ quan trung ương, những cái cơ quan mà hoặc là những cái khu du lịch hoặc là những nơi rất đông dân cư, thì bây giờ anh phải hoạch định ra, và khi hoạch định ra những khu nào thì phải làm theo luật để hướng dẫn là cái việc mà phải giảm phát thải, việc đầu tiên hiệu quả nhất chính là giảm cái mật độ xe máy, rồi là mật độ xe ô tô, phương tiện cá nhân mà dùng xăng. Tại vì những đấy là những cái phương tiện mà người ta đang phát thải rất nhiều. Nó không phải là nguồn duy nhất, nhưng mà cái nguồn đấy là nguồn có thể hạn chế được. Chứ còn những cái nguồn mà nó phát thải như là điều hòa, máy lạnh hoặc là những cái cơ sở khác ấy. Cho nên là tôi nghĩ là điền triển khai thực hiện luật ấy, thì nghị quyết ra đời là hợp lý để cho nó cụ thể hóa ra. Thế nhưng còn cái phần mà quy định ở cái vùng nào thì chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ để đảm bảo được cái tính công khai, minh bạch và nó hợp lý. Mục tiêu ở đây người ta giảm cục bộ ở một số nơi, một số điểm mà hiện nay là cái nguy cơ đang gây ô nhiễm.
mà phải tìm cách hạn chế lại. Vậy việc giảm cục bộ như thế thì liệu có đảm bảo là những cái vùng lân cận sẽ không bị ô nhiễm không khí hay không ạ? Cái mục đích ở đây là gì? Là cái khu vực nào mà đông dân cư quá, nó đang gây ô nhiễm, hoặc là những cái nơi mình phải thu du lịch, hoặc là những cái nơi mà mình phải vì một lý do gì đấy mà thành phố Hà Nội thấy cần thiết phải giảm cục bộ đấy, thì người ta tập trung đấy, chứ người ta không tính cái chuyện giảm chỗ này để đạt lân cận đến chỗ khác. Vì cái này nó không phải bài toán tổng thể. Chứ còn tất nhiên là trong cái cụ thể thì nó có thể nó sẽ giảm sang cái vùng lân cận. Cái đấy là do cái hưởng lợi một cách tự nhiên thôi. Chứ còn cái mục đích của tôi là tôi giảm khí thải ở cái vùng này, thì tôi không phải là để giảm cái vùng này để cho ảnh hưởng đến vùng kia. Vì giảm vùng này ảnh hưởng vùng kia nó phải có bài tính tổng thể, nó là bài tính khác. Muốn giảm cả Hà Nội, mình học cái bài như của Bắc Kinh người ta muốn giảm tổng thể, thì anh phải có phương tiện giao thông công cộng. Thế bây giờ làm sao ngay một lúc mà tôi có thể trang bị được một phương tiện giao thông công cộng để mà tôi giảm được? Mà muốn làm đến khoảng 10 năm. Thế còn bây giờ tôi muốn giảm ngay thì làm ngay lập tức thì chỉ tập trung được một số điểm thôi. Anh không thể giải quyết tổng thể trong một thời gian ngắn hạn. Như vậy thì những vùng ô nhiễm cao thì cần có những biện pháp gì để đề xuất mang tính hiệu quả cao? Rõ ràng cái việc phương tiện giao thông cá nhân không vào được thì phải có phương tiện giao thông công cộng. Thế người ta phải tính ở những cái nơi mà có đủ hạ tầng. Chứ còn không thể người ta cấm cái xong người dân không có cách nào đi vào cả thì không được. Cho nên là cái đấy là tôi nghĩ là hiện nay tôi chưa được xem cái nghị quyết đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là Hà Nội, thành phố Hà Nội người ta sẽ phải tính toán để làm sao mà cái việc mà tôi giảm thế để tập trung giảm ô nhiễm nhưng không ngăn trở cái cuộc sống của người dân hoặc cái sinh hoạt, các hoạt động kinh tế xã hội khác. Chứ nếu mà cấm cái mà nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội thì chắc là người ta không làm. Nó sẽ phải có những cơ sở. Còn thông thường khi mà đưa ra quyết định như thế thì một thành phố cũng phải căn cứ vào, ít nhất là phải căn cứ cơ sở về chính trị. Anh dựa vào đâu thì cái chính trị là anh phải xem các nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ thành phố Hà Nội xem thế nào. Hai là cơ sở pháp lý thì bây giờ ta có luật thủ đô rồi. Thế còn cái thứ ba nữa là anh không thể bỏ qua, đấy là cơ sở thực tiễn. Thực tiễn nó có đáp ứng được yêu cầu không thì mới có thể đưa ra được. Còn thiếu các cái cơ sở pháp lý, thế tức là anh mà đưa ra quyết định nó thiếu tính khoa học thì nó quyết định nó sẽ không bền vững. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đại biểu. Thưa quý vị, từ những phân tích của các chuyên gia và ý kiến của những người chịu tác động trực tiếp của kế hoạch này, có thể thấy là để cứu Hà Nội khỏi bụi mịn, không còn cách nào khác là phải kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm chính hiện nay, và trong đó đáng kể nhất là nguồn phát thải từ hoạt động giao thông. Nhưng việc cấm xe máy xăng vào các quận trung tâm, vùng phát thải thấp thì cần phải được thực hiện rõ ràng và có lộ trình, tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu được lợi ích của việc cấm xe máy xăng. Đặc biệt, phải có cơ chế chính sách hỗ trợ ưu việt cho người đang sử dụng phương tiện xăng khi chuyển sang phương tiện năng lượng sạch. Khi người dân thấy có lợi thì ắt sẽ tự giác thực hiện, và như vậy thì chính sách mới đạt được. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.